Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 29 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Cũng như mình đã nói, mình cũng xin nhắc lại, chỉ cần các tập truyện trong ngày của kênh mà mỗi tập truyện được trên 100 like thì ngày hôm sau mình sẽ cố gắng thu xếp thời gian để đọc thêm một tập nữa để phục vụ quý các bạn. Rất mong quý các bạn ủng hộ kênh và giúp kênh phát triển, và cũng thông cảm cho sự bất tiện này của kênh. Mình xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn vào câu chuyện của ngày hôm nay. Lúc bấy giờ, Hồng Quân đang định tiến vào mật thất để tu luyện. Xảo diệu cũng là lúc La Băng xuất quan. Cánh cửa mật thất mở ra, hai cặp mắt nhìn nhau, trong nhất thời cả hai đều ngạc nhiên không thôi. La Băng hai má đỏ bừng, nàng không có nghĩ người đầu tiên nàng gặp sau một thời gian dài bế quan lại là hắn, và gặp trong trường hợp như thế này. La Băng, nàng đã xuất quan rồi ư? Nàng đã là trung phẩm thần nhân rồi. La Băng mỉm cười gật đầu. Huynh cũng định bế quan sao? Đúng vậy, ta lần này bế quan, ta nghĩ ta sắp đột phá. Chợt La Băng kinh hô một tiếng. Huynh cũng đã là trung phẩm thần nhân cảnh giới rồi ư? Huynh đột phá khi nào vậy? La Băng không nhắc nhở, có lẽ Hồng Quân cũng không biết những thay đổi trong bản thân hắn. Không có nàng nhắc nhở, ta cũng không biết mình đã là trung phẩm thần nhân rồi. Chúng ta đều có đột phá. La Băng nói xong thì hơi cúi đầu xuống. Nàng nói đến hai chữ chúng ta, ngụ ý nhấn mạnh hơn bình thường. Chúng ta đi ra ngoài, khẳng định Lâm Thiên Tử và Hàn Thư Đại Ca đang rất trông chờ chúng ta. La Băng mỉm cười tiếp tục nói. Sư huynh, chị dâu... La Băng nhắc tới Lâm Lâm cùng Liễu Hàn Thư, khiến cho mắt Hồng Quân có chút đỏ lên, khiến cho La Băng nhất thời có cảm giác không ổn. Lâm Tiên Tử cùng Hàn Đại Ca đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Băng Nhi, sư huynh cùng chị dâu, tất cả đều đã chết rồi. Hồng Quân không muốn gạt La Băng. Ở tầng không gian thứ 7 này, ai cũng biết Lâm Lâm và Liễu Hàn Thư quan hệ với La Băng là tốt nhất. Cho dù bây giờ Hồng Quân có không nói gì thì ra ngoài La Băng cũng biết. Đã chết ư? Như thế nào mà chết vậy? Không gian đột nhiên yên lặng hẳn đi. Hồng Quân cho dù có hay nói đùa cũng không đem tính mạng của sư huynh và chị dâu của mình ra đùa giỡn như vậy. Ở không gian này, ngoại trừ Tần Tư không có tin tức gì ra, thì hai người họ chính là những người thân thiết nhất của hắn. Đều là trách ta, chỉ tại ta không tốt. Hồng Quân đem chuyện Hàn Thư bị huyền hổ thú tự bạo mà chết, Lâm Lâm vì quá yêu thương Hàn Thư nên cũng tuẫn tình chết theo, nói qua cho La Băng biết. Cuối cùng hắn yên lặng không nói gì. La Băng trên mặt hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng khóc vì người thân của nàng ra đi, cũng khóc cho một người tuẫn tình mà chết. Lần này có thể nói Lâm Tiên Tử cùng Hàn Thư huynh vĩnh viễn ở một chỗ. La Băng sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt không rời khỏi Hồng Quân. Băng Nhi, lần này chính là ta đã hại chết sư huynh và chị dâu, sau này ta không có cơ hội để đền bù sai lầm này rồi. Đầu Hồng Quân có chút cúi xuống, âm thanh trầm thấp. Ngay cả trước mắt nghịch cương, Hồng Quân cũng không có thể hiện ra thần sắc uể oải như thế này. Liễu Hàn Thư chết đi khiến cho lòng Hồng Quân có rất nhiều áp lực, nhưng đến tận lúc này trước mặt La Băng hắn mới thể hiện ra hết. Hồng Quân, ai có thể cam đoan họ thật sự đã chết rồi, nói không chừng lại đi đến một không gian khác giống như địa phương này của chúng ta. La Băng lúc này chỉ còn biết nhỏ nhẹ khuyên nhủ Hồng Quân, ngoài ra nàng cũng không biết làm gì cho đúng. Không, nàng không biết đâu, ta cảm thấy được lần này họ chết thật rồi, thật sự là biến mất, không thể nào sống lại được. Hồng Quân lắc đầu, hắn cũng muốn Hàn Thư cùng Lâm Lâm có thể đi đến một thế giới khác. Thế nhưng là đối với hiểu biết của hắn về màu xám vật chất, thì linh hồn sau khi bị màu xám vật chất thu hút thì sẽ vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn tử vong. Hồng Quân, Hàn Thư huynh vì thần giới thứ hai mà tử vong, sau này người của thần giới thứ hai sẽ vĩnh viễn nhớ ký huynh ấy. Lâm Tiên Tử là muốn được bên cạnh của Hàn Thư đại ca, nên khi đi tỷ sẽ tuyệt đối không trách huynh đâu. Không những thế, hai người sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau, không còn những phiền não nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng giờ này đặt lên sau gáy Hồng Quân, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Băng Nhi, mấy năm nay ta không thực sự bế quan, ta chỉ tự hỏi một việc, giờ ta đã thông suốt được một chút, nàng có thể cho ta tham khảo một chút được không? Hồng Quân thanh âm vẫn như thế trầm thấp, tuy nhiên cũng đã đỡ hơn lúc trước. La Băng vội vã bỏ tay xuống, Hồng Quân chỉ lo nói chuyện mà không để ý hành động nhỏ bé đó của La Băng, ngay cả La Băng vuốt tóc hắn cũng không có để ý.
Nhớ lại lúc trước ở thần giới, thần giới có bát đại gia tộc cùng với ba thế lực lớn của người phi thăng. Bát đại gia tộc có một vị thiên tôn, phi thăng giả có một vị thiên tôn. Nổi tiếng nhất là một thiên tôn tên là Phiêu Vũ, nhưng hắn chưa từng đi ra ngoài. Chờ một chút, Hồng Quân, huynh nói lúc trước tại thần giới, có nghĩa là huynh đã đi qua thần giới rồi ư? La Băng nghe được Hồng Quân nói, đột nhiên giật mình, cắt đứt lời Hồng Quân đang nói, vội vàng hỏi lại. Đúng vậy, Băng Nhi, từ trước tới giờ ta chưa từng lừa gạt nàng. Ta vốn xuất sinh ở thần giới, cha ta là một vị thần vương phi thường cường đại, mẫu thân ta là tính mạng thần vương, Mê Vụ Thành là nhà của ta. Mê Vụ Thành? La Băng đến giờ này không nghĩ cha của Hồng Quân là thần vương, mẫu thân là thần vương, đại ca cũng là thần vương. Một nhà có đến ba vị thần vương thì quả là một thế lực cường đại, không thể nghi ngờ. Chỉ là Mê Vụ Thành nàng chưa từng nghe qua, huống hồ là ra mắt. Đúng vậy, là Mê Vụ Thành. Khi ta rời đi chính là khi Thiên Tôn Sơn phủ xuống, vì tranh giành ba kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo, thần giới đã triển khai một trận đại chém giết, chết đi hơn 10 thần vương. Nhưng những người không chết đã bị cha ta vây khốn, bắt làm việc cho cha ta. Thần vương làm người hầu cho cha huynh ư? La Băng giờ phút này hoàn toàn ngây ngốc. Nói về gia thế của Hồng Quân, nàng đã thấy khủng khiếp rồi. Một nhà có ba vị thần vương, đây là khái niệm gì? Giờ lại nghe thần vương còn làm người hầu cho gia đình Hồng Quân. Đúng vậy, thần vương ở đây còn dạy dỗ ta, làm người hầu ở đó cũng tốt mà. Hơn nữa Mê Vụ Thành còn có Khương Lan ông nội, Thu Lâm lãi nãi, Dịch Phong ông nội, ba vị thần vương. Ở thần giới nơi có nhiều thần vương nhất chính là Mê Vụ Thành. Mê Vụ Thành còn có ba vị thần vương khác ư? Lúc này thì La Băng không biết nói gì nữa, hoàn toàn chết lặng khi nghe Hồng Quân nói về gia cảnh của mình. Một lát sau, La Băng mới hết bàng hoàng, cắt ngang hỏi. Tu La thần vương tại thần giới, sự việc Thiên Tôn Sơn phủ xuống thì Tu La thần vương thế nào? Ông ta có làm người hầu cho nhà huynh không? Tu La thần vương La Phàm. Hồng Quân sửng sốt, hắn tại thần giới cũng có từng nghe qua được tin đồn, có lẽ không phải là giả, nói rằng Tu La thần vương La Phàm chính là Tu La hoàng tộc phi thăng giả. Hồng Quân mỉm cười nhẹ nhàng nói, Tu La thần vương La Phàm nói đến chuyện này thì cũng không phải nhiệm vụ của hắn. Hắn chính là thần vương đầu tiên của thần giới. Thiên Tôn Sơn bên trong có ba kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo, kiện thứ nhất chính là do hắn đoạt được. Sau đó làm sao? La Băng vội vàng hỏi. Sau đó Tu La thần vương cũng giống như những thần vương khác hướng cha ta cướp hai kiện Hồng Mông Linh Bảo, rốt cuộc cũng bị cha ta bắt. Nói như vậy Tu La thần vương cũng là thuộc hạ của cha huynh ư? La Băng nói những lời này xong, ánh mắt hiện lên sự mất mát. Quang huy của Tu La ma giới chính là nhờ có Tu La thần vương La Phàm, cũng chính là người nhà của Tu La đế quân La Băng. Bình thường những thần nhân khác cũng không dám khi dễ họ, bởi một lý do rất đơn giản, họ có mối quan hệ với Tu La thần vương La Phàm. Ngay như chỉ cần là người của Tu La nhất tộc, không phải giống như những người khác bước vào thần nhân cảnh giới, không phải đi khai thác quáng thạch. Chuyện này thì không có. Tu La thần vương là sư tôn của nhị thúc ta, nên cha ta trực tiếp cho hắn trở về. Mà nói đến mới nhớ, nhị thúc của ta chính là sư tôn của Tôn Ngộ Không. Có thể nói Ngộ Không phải gọi Tu La thần vương là sư tổ. Nói đến chuyện này, Hồng Quân nhìn kỹ La Băng. Nếu La Băng là hậu duệ của Tu La thần vương thì không biết hai người sẽ gọi nhau bối phận như thế nào. Sư tôn của Ngộ Không ngữ. La Băng cười khổ một tiếng. Nàng vốn rất tự hào về gia tộc của mình, nhưng không có nghĩ gia tộc của Hồng Quân lại chênh lệch lớn với gia tộc của mình như vậy. Còn có Tôn Ngộ Không nữa, hắn là đồ đệ của đồ đệ La Phàm, thì không biết bối phận còn cao hơn nàng bao nhiêu lần. Băng Nhi, ta có nghe nói La gia hoàng tộc Tu La ma giới chính là hậu duệ của Tu La thần vương La Phàm, sự thực có đúng là như vậy không? Hồng Quân vừa cười vừa nói, nhưng lúc này đầu La Băng lại hơi cúi xuống. Đúng rồi, Tu La thần vương chính là tổ phụ của muội. Tất cả mọi người ở Tu La giới đều là hậu duệ của Tu La thần vương, đó là tự nhiên thôi mà. Nguyên lai là như vậy. Muội có nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo, dám chắc là Tu La tiền bối lưu lại. Hồng Quân ha ha cười nói, hắn đối với Tu La thần vương cũng không có gì ác cảm, bởi vì có sự tồn tại của Tu La thần vương nên thế lực phi thăng giả mới có một cuộc sống an ổn. Không có sự tồn tại của La Phàm thì tình hình cũng không khác gì Hồng Quân đang ở tầng không gian này bị người của thần giới thứ nhất khinh rẻ, áp bức. Ngay cả quyền lợi được ở trong thành cũng không có. Đúng vậy. La Băng cười khổ nói, nguyên lai gia tổ của mình bị cha Hồng Quân bắt được,
Nhưng bởi vì có quan hệ đến nhị thúc của Hồng Quân nên La Phàm mới được thả đi. Điều này đối với nàng là một đả kích rất lớn, vì dù gì trong lòng nàng, thần vương La Phàm cũng là một thần tượng quá lớn, bồi bổ rèn luyện cho nàng từ bé. Thế nhưng giờ này nghe được, từ nhỏ tới giờ La Băng luôn tự hào rằng gia tổ của mình là thần tiên đầu tiên của thần giới. Nhưng bây giờ nghe Hồng Quân nói về những người trong nhà hắn, thực sự là chênh lệch quá lớn. La Băng không biết rằng cha của Hồng Quân không có đến thần giới trước, La Phàm vẫn là thần vương đầu tiên của thế lực phi thăng giả. Chỉ tiếc Tần Vũ quật khởi quá nhanh khiến cho La Phàm chịu không ít đả kích. Chỉ là giờ này Tần Vũ không còn ở thần giới, nên chính xác mà nói thì La Phàm vẫn là thần vương đầu tiên. Tâm sự này của La Băng, Hồng Quân không biết, hắn chỉ lo lên kế hoạch thế nào, làm thế nào chống lại thần giới thứ nhất, vì thần giới thứ hai mà chiến đấu. Băng Nhi, trước tiên không nói chuyện này nữa, hôm nào tìm được Ngộ Không ta sẽ nói tiếp. Hiện giờ vấn đề của chúng ta là làm thế nào để cho thần giới thứ nhất và thứ hai có sự công bằng, không còn áp bức nữa. Chuyện này muội cũng không có nghĩ tới. La Băng thấp giọng nói, cũng chính là lúc này nàng từ sự đả kích khi nghe được tin tức về La Phàm dần dần bình phục lại tâm trạng như cũ. Ta 600 năm qua luôn luôn tự hỏi một vấn đề, chính là chuyện công thành. Chuyện này đối với chúng ta không phải là cách giải quyết hay. Chúng ta có thể đạt được 10 tòa thành, 100 tòa thành, thậm chí 1000 tòa thành, nhưng cái khó là làm sao có thể bảo vệ được những tòa thành này. Lịch sử của thần giới thứ nhất lâu đời hơn rất nhiều so với thần giới thứ hai, nhân khẩu cũng nhiều hơn. Chúng ta không thể trong một thời gian ngắn là có thể giải quyết. Bây giờ chúng ta chỉ có thể giúp đỡ thủ thành. Nhưng khi chúng ta không còn ở đây, hoặc chúng ta phi thăng, khi đó những tòa thành trì này lại bị người của thần giới thứ nhất đoạt lại. Đến khi đó thần nhân của thần giới thứ nhất, thứ hai lại quay lại ở trong các thôn trang như trước, lại bị áp bức như trước thôi. Hồng Quân, là huynh muốn thần nhân của thần giới thứ hai có khả năng tự bảo vệ mình ngư? La Băng dù sao cũng là một người từng có vị trí cao, trong lòng mặc dù còn có chuyện chưa giải quyết được, nhưng những vấn đề Hồng Quân đang nghĩ nàng cũng hiểu được những điểm mấu chốt. Cũng có thể nói là như vậy. Hồng Quân gật gật đầu nói, tại thần giới trừ Bát Đại Thánh Hoàng là người đầu tiên xuất hiện tại thần giới ra, thì có Tiêu Dao Thiên Tôn, có thần vương La Phàm và một nhóm thần vương là phi thăng giả tồn tại, nên mới khiến cho địa vị của phi thăng giả càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng tình huống ở nơi này và thần giới bất đồng nhau, thần giới phi thăng giả rất nhiều người mới có địa vị như vậy. Nơi này thần giới thứ nhất, thần nhân nhiều hơn gấp nhiều lần thần nhân của thần giới thứ hai. La Băng nghe được nghi hoặc hỏi, nàng giờ này còn chưa hiểu được ý tứ của Hồng Quân. Quả thật là như thế này, nơi này người của thần giới thứ hai không đủ. Như chuyện chúng ta chiếm được 9 tòa thành trì so với hơn 1000 tòa thành trì của thần giới thứ nhất. Xung quanh các tòa thành trì còn có thôn trang nhỏ dành cho thần giới thứ hai tồn tại. Nhưng ở Hoàng Sa Thành thì với quy mô của nó sẽ không cho phép người của thần giới thứ hai tồn tại, cho nên ta phải nghĩ một biện pháp đền bù lại cái khuyết điểm này. Muội còn không rõ, nhân số chênh lệch quá lớn thì trong một khoảng thời gian ngắn không thể bù đắp được khuyết điểm này. La Băng đối với chuyện của Hồng Quân nói thì không có khả năng giải quyết. Nàng không thể nghĩ được một biện pháp nào khiến cho thần giới thứ hai có thể bù lại khuyết điểm về nhân số để có thể so sánh với thần giới thứ hai. Ta nói bù lại không có nghĩa là bù lại bằng nhân số. Bù lại nhân số đối với chúng ta mà nói là chuyện không có khả năng xảy ra. Ý ta muốn nói là phải bù đắp bằng lực lượng. Người của thần giới thứ hai phải tăng cường lực lượng. Nếu một người của thần giới thứ hai có thể địch được 100 người hoặc 1000 người, thậm chí 1 vạn người của thần giới thứ nhất, thì mới có khả năng bù lại sự chênh lệch về số lượng. Huynh muốn nói là đề cao thực lực hơn 1000 vạn lần sao? La Băng không tự giác được thanh âm đột nhiên cao hơn. Đối với La Băng mà nói, đề cao thực lực so với đề cao về số lượng còn muốn khó hơn. Ngoại trừ điều này thì chúng ta chỉ còn cách là tạo một điều khiến cho người của thần giới thứ nhất kiêng kỵ, không dám động chạm đến người của thần giới thứ hai. Chuyện này cũng là chuyện rất khó. Vậy là uy hiếp ư? La Băng có chút nhíu mày. Điều này thì nàng có thể hiểu được. Cương thi nhất tộc cũng như Tu La ma giới, đối với Tu La đế quân và Ngân Nhãn cương thi đều được coi như một sự uy hiếp. Nhưng bọn họ lại không giống như Thiên Tôn, có thể uy hiếp cả hai bên. Có uy hiếp tuyệt đối của cả hai bên thì không cần phải có những cuộc chiến tranh liên miên giữa Tu La ma giới và cương thi nhất tộc. Cũng chính vì không có người nào tu vi siêu việt để chấn nhiếp hai bên mà chấm dứt chiến tranh. Về biện pháp uy hiếp ta cũng có, tuy nhiên vấn đề mấu chốt ở đây là phải nhanh chóng gia tăng lực lượng của thần giới thứ hai. Chỉ cần đề cao lực lượng của bản thân mình,
ta tin là người của thần giới thứ hai có tư cách sóng vai với người của thần giới thứ nhất. Như vậy ở nơi này sẽ không có chuyện người thần giới thứ nhất độc chiếm thành trì nữa. Chính là đề cao lực lượng của tất cả mọi người, muội sợ là không có khả năng, cũng không biết có bao nhiêu thần nhân, ngay cả phương pháp chúng ta cũng không có nữa. Sẽ có thôi, nhất định sẽ có phương pháp, ta cũng đang đi tìm phương pháp này, nếu ta tìm được thì tại vô danh không gian tầng này mới chính thức cân bằng. Ta cũng chỉ muốn loại cân bằng này, mà chỉ cần cần cân bằng thì có thể giảm thiểu chết chóc, song phương đều có kinh kỵ thì chiến tranh sẽ không có bộc phát nữa. Trong mắt Hồng Quân lại hiện lên quang mang màu xám, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, ánh mắt của hắn lúc này dường như nhìn xuyên qua mái nhà đến tận màu xám vật chất vô danh. Tại phiến vật chất này đã cướp của Hồng Quân hai người mà hắn vô cùng yêu quý. Ngoài Hồng Quân Thành, cấp tốc chạy hơn 600 năm chính là Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh, rốt cuộc cũng tới được Hồng Quân Thành. Trên đường đi, hai người cũng nghe không ít sự tình về Hồng Quân. Hồng Quân chiếm được thành khiến cho Hoàng Sa Thành thành chủ, thống lĩnh quân đội đông gấp nhiều lần, nhưng hầu như bị chết hết. Tin tức này đã nhanh chóng được người của thần giới thứ hai lưu truyền. Hàng năm, không ít người chịu khổ cực từ phương xa chạy tới Hồng Quân Thành cũng chỉ muốn gặp mặt, nhận thức truyền thuyết Hồng Quân tổng thành chủ của chín thành. Ái chà chà, huynh đệ ta thật là lợi hại, tổng thành chủ chín thành, tên thật oanh phong à nha. Ngộ Không trên đường đi tới Hồng Quân Thành lớn tiếng than vãn. Tới Hồng Quân Thành, bọn họ mới hoàn toàn xác định Hồng Quân Thành chính thức do Hồng Quân dựng nên, hay chính là gã Hồng Quân cùng bọn họ tiến vào vô danh không gian này. Ở chỗ này, không những họ luôn luôn nghe được tên của Hồng Quân, ngay cả tên của La Băng cũng được nghe qua. Có những người nghe bọn họ hỏi về Hồng Quân và La Băng đều cả kinh, nên bọn hắn đành ẩn tên tới Hồng Quân Thành, chưa từng nói cho ai biết người mà bọn họ muốn tìm chính là tổng thành chủ Hồng Quân. Tiến vào trong thành, Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh trong mắt sáng rực kim quang quỷ dị. Hai người trông như hai huynh đệ, ánh mắt của họ chói sáng khiến cho không ai dám nhìn vào mắt của hai người họ. Hồng Quân Thành giờ này dân cư đã đông đúc, ngoài thành đã có những thần nhân đang kiến thiết những bộ phận khác xung quanh thành trì. Vây xung quanh bốn phía Hồng Quân Thành, cách khoảng 400 dặm đã có thần nhân xây những tòa thành trì nhỏ. Xa hơn một chút từ Hàn Thư Thành và Hồng Quân Thành đang xây dựng một tòa thành quy mô tương đương với Hồng Quân Thành. Đời sống thần nhân càng ngày càng sung túc. Có thể nói Hồng Quân Thành chính đã trở thành cơ địa của thần giới thứ hai và đi vào lịch sử khi thần giới thứ hai đoạt thành công một tòa thành trì từ tay thần giới thứ nhất. Chính là từ không có một tòa thành trì nào, giờ đã có 9 thành, giết chết ngàn vạn liên quân của Hoàng Sa Thành. Ngoài Hồng Quân Thành có 4-5 tòa thành trì bé đang vây quanh, 8 tòa thành trì còn lại cũng đang xây dựng thêm những tòa tiểu thành mới. Vị huynh đài này, xin cho hỏi thành chủ phủ đi đường nào vậy? Huống Thiên Minh tiện tay ngăn cản một trung phẩm thần nhân hướng nghi ôm quyền chào và hỏi. Trung phẩm thần nhân này thái độ cũng rất tốt, mỉm cười hướng hắn nói rõ. Người cũng là hướng tới Hồng Quân Thành tổng thành chủ bái kiến sao? Không cần đi, tổng thành chủ còn đang bế quan, chờ ngài xuất quan thì mới có cơ hội. Bế quan? Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh sững sờ, bọn hắn vốn muốn làm cho Hồng Quân một trận kinh ngạc, ai ngờ hắn lại còn đang bế quan, điều này khiến hai người thật sự thất vọng. Đa tạ huynh đài, chúng ta không phải đến bái kiến Hồng Quân tổng thành chủ, chỉ là muốn đi thành chủ phủ bàn một chút chuyện. Huống Thiên Minh cười ha ha nói. Như vậy sao, thành chủ phủ cũng dễ tìm, ngươi cứ đi thẳng về phía trước, qua 6 cái nhai khẩu thì rẽ trái, tại lần rẽ trái đầu tiên cứ đi thẳng về phía trước là tới thôi. Thật cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi. Huống Thiên Minh cười cười ôm quyền hướng vị kia cáo từ, dẫn theo Ngộ Không hướng về phía thành chủ phủ chạy tới. Hồng Quân Thành so với thần giới thứ nhất không được tính là một tòa thành lớn, nếu không muốn nói là một tòa thành nhỏ. Tuy nhiên đối với người của thần giới thứ hai thì đây chính là một tòa đại thành. Từ lời của trung phẩm thần nhân kia chỉ đường, phải đến 2 canh giờ hai người mới tới được Hồng Quân Thành. Đây là thành chủ phủ, còn không bằng khi xưa huynh đệ ta ở Tu La Ma giới ha. Tôn Ngộ Không đối với thành chủ phủ cực kỳ thất vọng. Một cánh cửa bình thường, trước cửa có hai con sư tử đá, trên cửa không có lấy một chữ làm cho người ta không thể tin đây là nơi ở của Hồng Quân tổng thành chủ, một nhân vật truyền kỳ của thần giới thứ hai tại tầng không gian thứ 7 này. He he, thật muốn biết Hồng Quân sau khi nhìn thấy mặt chúng ta thì sẽ như thế nào đây. Từ khi phi thăng lên tầng không gian này, Ngộ Không không một giây phút nào là không muốn gặp Hồng Quân. Chính vì thế, người nóng lòng nhất có lẽ chính là hắn. Đứng lại!
Hai người đang muốn đi vào trong thì đột nhiên có mấy thủ vệ ra ngăn họ lại. Người nào dám xông vào thành chủ phủ vậy? Huống Thiên Minh và Ngộ Không đều sừng sốt. Tình cảnh này thì họ cũng không quá hiếm thấy, nhưng những tình cảnh này đều là thấy ở thành trì của thần giới thứ nhất. Lần này đi đến chỗ ở của huynh đệ mà gặp phải tình cảnh như thế này, thật không ai muốn nghĩ tới. Ngộ Không cười hì hì đi lên phía trước, đối mặt với mấy người thủ vệ nói: Chúng ta tới muốn gặp huynh đệ, cũng chính là người các ngươi hay xưng trong miệng là thành chủ Hồng Quân. Tôn Ngộ Không nói xong, đắc ý trở thái độ kính cẩn của mấy gã thủ vệ, vì dù gì hắn cũng là bằng hữu của tổng thành chủ. Mấy gã thủ vệ còn con không kính cẩn nghiêng mình mới là lạ. Nhưng tất cả không như dự đoán của Ngộ Không, sáu thủ vệ kia không hề có ý nghĩ giống như hắn. Nói đùa sao? Một người thủ vệ đi ra nhìn hắn khinh miệt nói: Các ngươi hai người đều là hạ phẩm thần nhân, còn dám xưng hô với Hồng Quân tiên sinh là huynh đệ. Nếu không mau mau cút xéo thì đừng trách bọn ta bắt lại xử tội. Huống Thiên Minh vẫn còn đang tương đối lý trí, thấy mấy gã thủ vệ khi dễ Ngộ Không thì lo lắng xảy ra chuyện, và rốt cuộc hắn vẫn chậm một bước. Tôn Ngộ Không giờ này đã trợn mắt lên: Ngươi, cái tên khốn kiếp này, chỉ dựa vào hạ phẩm thần nhân mà không thể gọi Hồng Quân là huynh đệ sao? Ngươi gọi hắn ra đây ngay, xem có đúng chúng ta là huynh đệ của hắn không. Bây giờ Hồng Quân chính thành đều biết Hồng tiên sinh đang bế quan, hai ngươi thử dịp này định giả mạo bằng hữu của Hồng Quân tổng thành chủ, có phải là có âm mưu gì không? Mau khai ra sự thật. Tên thủ vệ này thấy Ngộ Không sắc mặt có vẻ muốn nổi liên lên, liền phân phó mấy gã thủ thành nhanh chóng quây xung quanh Ngộ Không và Huống Thiên Minh. Tôn Ngộ Không chỉ thẳng vào mấy gã thủ vệ: Được, con mẹ nó chứ, các ngươi nhìn một bổng của tôn ông nội các ngươi đây. Nói xong, Ngộ Không giơ ngay kim bổng lên. Huống Thiên Minh đột nhiên đứng trước mặt Ngộ Không ngăn lại: Ngộ Không, đừng có nóng, dù gì chúng ta cũng là người nhà, đừng để xảy ra xung đột. Nghe thế vậy, Ngộ Không cũng tỉnh táo hơn một chút, nhưng đột nhiên lại vang lên một tiếng cười lạnh: Là người nhà? Chúng ta không có người nhà tôn quý như các ngươi đâu, chỉ cùng là người của thần giới thứ hai, giống các ngươi thôi. Đừng nói là Ngộ Không, ngay cả Huống Thiên Minh cũng chịu không nổi. Đột nhiên đôi mắt hắn kim quang chợt lóe lên, thân thể di động, và chỉ nghe pạc pạc sáu tiếng vang lên, sáu tên thủ vệ cũng không kịp có phản ứng. Khi tỉnh lại thì trước ngực mỗi người đều có một cái lỗ thủng, mặc dù nhìn thì kinh khủng nhưng sáu người này cũng không được tính là thương nặng. Huống Thiên Minh ra tay với mục đích giáo huấn họ nên ra tay rất có chừng mực, họ chỉ bị thương thân thể chứ chân linh và nguyên thần không có một điểm gì tổn hao. Mỗi một thần nhân đều trải qua vô số năm tu luyện nên chỉ nhìn vào vết thương trên ngực mình họ mới hiểu được hai người này không phải là người mà họ có khả năng đối phó. Sáu người bối rối đoạn trần âm cho Nghịch Cương: Một quyền này chỉ là giáo huấn các ngươi thôi, nên nói ít hơn một chút. Mắt Huống Thiên Minh vẫn lóe kim quang, lạnh lùng nhìn họ nói. Tôn Ngộ Không cũng là sửng sốt nhìn Huống Thiên Minh nói: Lão Huống, nhìn ngươi động thủ không hề kém ta tí nào à? Huống Thiên Minh thì trừng mắt nhìn Ngộ Không nói: Cũng tại cái tên hầu tử nhà ngươi gây ra chứ ai. Hai người trong khi nói chuyện thì mấy tên thủ vệ đã trị khỏi vết thương của mình. Người lúc trước vẫn đang nói chuyện với bọn Ngộ Không giờ này vẫn tiếp tục nói: Không thể tưởng tượng được các ngươi chỉ là hạ phẩm mà đã có tốc độ như vậy, lực công kích mạnh đến mức khiến cho sáu người trung phẩm thần nhân chúng ta đồng thời bị thương, nhưng như thế nào thì cũng không thể cho các ngươi vào được. Nghịch Cương thành chủ sẽ tự mình trừng phạt các ngươi. Nghịch Cương! Ngộ Không và Huống Thiên Minh nghe được tên này thì cũng bình tĩnh hơn. Huống Thiên Minh hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào thành chủ phủ, không nhìn mấy gã thủ vệ, lạnh lùng nói: Được lắm, hãy gọi Nghịch Cương thành chủ của các ngươi ra đây. Huống Thiên Minh vừa dứt lời thì đột nhiên một âm thanh sang sảng truyền đến: Là ai? Là ai muốn gặp Hồng Quân huynh đệ? Theo âm thanh chuyển đi là một người chỉ một bước đã đi đến trước mặt Huống Thiên Minh. Mặc dù mặt người này có chút già nua nhưng tinh thần của hắn rõ ràng còn rất tốt. Nhìn bên ngoài thì có lẽ không ra gì, nhưng ai cũng biết lão già này không dễ chơi một chút nào. Ngộ Không nhíu mày, chỉ vì chính cái câu Hồng Quân huynh đệ và câu ngươi là ai, Ngộ Không giọng nói có chút bực tức lên tiếng: Ta chính là người mà các ngươi đang muốn tìm. Nghịch Cương mỉm cười, vừa rồi lão nhận được tin tức từ thủ vệ biết có hai người đến quấy rối, giờ phút này lão mới tận mắt nhìn mặt hai người đang quấy rối này. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang chợt lóe, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra lão già này không đơn giản, lập tức cẩn thận đề phòng.
Người chính là Hồng Quân thành chủ, nghịch ương. Huống Thiên Minh thì hai nắm đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm nghịch ương. Thành chủ Hồng Quân thành tuyệt đối là một người không đơn giản. Nếu nói thực sự phải đối đầu, chỉ bằng vào một mình Tôn Ngộ Không, sợ có chút không chiếm được tiện nghi. Ta chính là nghịch ương. Ta nghe nói các ngươi tự xưng là bằng hữu của Hồng Quân huynh đệ sao? Nghịch ương đảo mắt nhìn qua hai người, đột nhiên một cỗ uy thế không thể cản lại ập đến hai người. Với một tu vi mạnh mẽ như vậy, đơn giản là một hạ phẩm thần nhân, rất khó mà chống lại. Huống Thiên Minh và Ngộ Không lập tức cảm nhận được cỗ khí thế này. Thật là buồn cười, nếu uy thế của người ta mà cản đỡ không được thì dựa vào cái gì đòi vào thành chủ phủ đây? Cho dù có tiến vào gặp mặt Hồng Quân thì với tu vi thấp kém như vậy, dù gì cũng phải chiếm được khí thế, không thể thua. Ngộ Không đột nhiên hống lên một tiếng, toàn thân kim quang bộc phát, bao vây bảo vệ quanh hắn. Mà Huống Thiên Minh thì đã có một thời gian dài làm cương thi hoàng giả, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế hoàng giả. Nghịch cương mặc dù tu vi cao hơn Huống Thiên Minh, nhưng so với khí thế hoàng giả thì kém hơn không ít. Căn bản đối với Huống Thiên Minh thì cỗ khí thế kia không có một chút uy hiếp gì. Nghịch cương nhìn hai người âm thầm gật đầu. Vừa rồi Ngộ Không bộc phát kim quang, đối với thân phận của hai người, nghịch cương đã tin một nửa. Tại không gian này, năng lượng của mọi người đa phần là màu xám, ngoại trừ Hồng Quân và mấy bằng hữu của hắn thì làm gì có ai như thế. Tuy nhiên cho bọn họ vào thành trì cũng không sao, nhưng lão cũng muốn thử nghiệm bằng hữu của Hồng Quân một chút. Khốn kiếp, bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Nếu không phục thì chúng ta kiếm một chỗ nào rộng rãi tỉ thí một hồi đi. Nếu ngươi thua thì phải nghe theo lời chúng ta, nếu ta thua thì rõ ràng phải nghe theo lời ngươi. Ngộ Không ngăn trở uy thế của nghịch cương và biết rằng có nói gì cũng vô dụng, thôi thì chiến xong rồi nói. Nghịch cương nghe xong thì hưng phấn hẳn lên, đây là một đối thủ không thể cầu là có. Vô luận có phải là huynh đệ của Hồng Quân hay không, đánh một hồi cho đã rồi nói sau. Vì vậy hắn rất hưng phấn đáp ứng. Được, điều này chính là do ngươi nói, nhiều lời cũng vô ích thôi, giờ thì đi. Nghịch cương vừa nói xong thì thân thể đã bay lên trời, hướng phía bắc Hồng Quân thành bay đi. Theo sau chính là Ngộ Không, Huống Thiên Minh, chỉ còn cách bất đắc dĩ bay theo. Nếu không được thì cần phải liên thủ với Ngộ Không đánh một trận. Phía trước có một mảnh đất trống, nghịch cương ngừng lại, theo sau là Huống Thiên Minh. Tốc độ của hắn cơ bản là nhanh hơn Ngộ Không. Đến trước Ngộ Không một hồi rồi Ngộ Không mới tới được. Đối với tốc độ của cương thi thì Ngộ Không đã biết qua, chỉ thấy Huống Thiên Minh nhìn quanh bốn phía đoạn nói. Là chỗ này sao? Nghịch cương mỉm cười gật gật đầu nói. Tu vi của ta là thượng phẩm thần nhân, hai ngươi là hạ phẩm thần nhân, nên cả hai có thể cùng lên một lúc đi. Nếu ta thua chắc chắn sẽ nhận thua. Phi, còn cần hai người tiến lên, chỉ cần lão Huống thôi, chưa chắc ngươi đã thắng được đâu. Ngộ Không nói xong khiến cho Huống Thiên Minh trợn tròn mắt. Nói về công kích, quyền pháp hoàng giả cương thi tuyệt đối không thua côn pháp của Ngộ Không. Nói về phòng ngự thì vượt qua Ngộ Không gấp mấy lần. Nói về tốc độ thì Ngộ Không càng không có tên tuổi gì ở đây cả. Cuối cùng chỉ có vũ khí là có chênh lệch. Huống Thiên Minh mặc dù được Hồng Quân cho phá thiên quyền sáo, nhưng vẫn không bằng được kim bổng của Ngộ Không là thiên thần khí. Xét tổng thể thì Huống Thiên Minh mạnh hơn Ngộ Không một chút. Tốt lắm, các ngươi ai là người lên trước đây? Nghịch cương lộ ra vẻ mặt hưng phấn để cho hai người thấy hắn rất hào khí. Đương nhiên là ta. Tôn Ngộ Không bước lên phía trước, hắn chỉ sợ lần này lại bị Huống Thiên Minh đoạt mất con mồi. Huống Thiên Minh chỉ còn biết lắc đầu lùi lại phía sau, nhưng lại chiến trường cho Ngộ Không và nghịch ương. Hay lắm, thật sự là rất thông khoái mà. Lần này ta sẽ để cho hai ngươi thấy thượng phẩm thần nhân và hạ phẩm thần nhân chênh lệch như thế nào. Nghịch ương nói xong thì trên tay xuất hiện một thanh tiên kiếm bình thường. Hắn không biết Tôn Ngộ Không cũng sở hữu thiên thần khí, nếu không đã không xuất ra một thanh kiếm bình thường để đấu với Tôn Ngộ Không. Lão già, chuẩn bị xong chưa? Tôn Ngộ Không hỏi. Nghịch cương mỉm cười. Xin mời. Kim quang trong mắt Tôn Ngộ Không đột nhiên lóe lên, thân thể hơi rung một chút, đột nhiên trong tay xuất hiện một cây trường côn màu vàng, đồng thời trong miệng quát to. Kinh thiên nhất côn. Cái gì? Thiên thần khí ư? Nghịch cương có chút giật mình. Với tu vi của lão làm gì mà không nhận ra phẩm giai của vũ khí. Tuy nhiên giờ lão muốn đổi vũ khí cũng đã muộn, vì côn ảnh giờ này đã xuất hiện trước mặt lão. Thượng phẩm tiên kiếm va chạm với thiên thần khí kim cô bổng. Bang. Chiêu đầu tiên đã diễn ra, thượng phẩm tiên kiếm của nghịch cương đã bị chấn cho vỡ nát. Ngộ Không cũng không thừa thắng truy kích,
trên tay vẫn cầm kim cô bổng, ngạo nghễ nhìn Nghịch Ương. Tại mảnh đất trống, tiên kiếm của Nghịch Ương sau một kích của Ngộ Không đã bị đánh cho nát bấy, thân người cũng bị dư kình của thiên thần khí đánh lùi tới mấy ngàn thước mới có thể đứng vững. Xóa đi một tia máu màu xám bên khóe miệng, Nghịch Ương trong lòng cũng đột nhiên hưng phấn. Kinh thiên nhất côn sao? Xem ra các ngươi chính là huynh đệ của Hồng Quân huynh đệ rồi. Thế nhưng ta cũng không thể buông tha cho các ngươi được. Cơ hội so tài này đâu phải lúc nào cũng có được. Trong lòng vừa nghĩ như vậy thì thân thể Nghịch Ương đã tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Lão mỉm cười nhìn Ngộ Không đang toàn thân bộc phát kim quang, giờ này trông Ngộ Không như một chiến thần. Thế nào, đã phục chưa? Ngộ Không chiêu đầu tiên chiếm ưu thế, đắc ý hỏi. Một chiêu mà nghĩ ta phục sao? Ngươi tưởng chỉ đơn giản như vậy sao? Ta thực sự công nhận lực công kích của ngươi rất mạnh, thế nhưng lực phòng thủ thì sao? Nghịch Ương cười một cách quỷ dị, thân thể nhoáng lên một cái, để lại sau lưng một đạo tàn ảnh. Âm thanh lại tiếp tục vang lên. Đây là một chiêu công kích bình thường của ta. Nói xong, thân ảnh của Nghịch Ương giờ này đã nhìn không thấy nữa. Xung quanh Ngộ Không giờ này là vô số tàn ảnh của Ngộ Không. Những đạo tàn ảnh này nhìn qua lại thấy có vài phần như người thật. Phá thiên nhất kiếm. Kỳ thực chiêu này chính là Nghịch Ương tự mình lĩnh ngộ. Năm đó Hồng Quân sử dụng thần kiếm phá thiên, chia làm 9 thanh thần khí, xuất ra chiêu phá thiên nhất kiếm. Kỹ pháp này mặc dù lợi hại, nhưng phải có một tốc độ siêu việt mới có thể sử dụng được. 9 đạo kiếm khí hình thành một vòng tròn nhỏ vây lấy Ngộ Không. Ngộ Không cũng không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, cả người kim quang bùng phát, ngạnh đỡ 9 đạo kiếm này của Nghịch Ương. Oình! 9 âm thanh dường như đồng thời vang lên, cả 9 đạo kiếm khí đều đánh trên người Ngộ Không. Vầng kim quang hộ thể của Ngộ Không đột nhiên giảm hẳn. Đương nhiên lần này Nghịch Ương cũng là hạ thủ lưu tình, đã giảm đi hẳn một tầng uy lực. Nếu chưa vừa rồi Nghịch Ương sử dụng toàn lực thì ít nhất Ngộ Không cũng phải trọng thương. Ha 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 ha. Tiếng cười của Nghịch Ương sang sảng vang lên. Thế một chiêu của ta thế nào? Những người bên cạnh nếu nhìn thấy đều biết Nghịch Ương hạ thủ lưu tình. Thế nhưng Ngộ Không trong vòng kiếm khí thì thấy không rõ, suýt chút thì lâm vào hiểm cảnh, nên bất ngờ nộ khí ầm ầm bùng phát. Còn bà nó, hồ mà không phát uy thì ngươi lại tưởng ta là mèo ốm ư? Ngộ Không nói xong, trên tay kim bổng huy vũ, cao giọng hô: Kinh thiên 72 côn! Trong nháy mắt, xung quanh Nghịch Ương xuất hiện vô số côn ảnh. Ha 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 ha, không được, lực công kích quá thấp rồi, ngay cả sức nóng cũng không đủ. Nghịch Ương cười to. Tôn Ngộ Không dù có thiên thần khí hỗ trợ thì với tu vi của hắn hiện tại, phát ra kinh thiên 72 côn đối với Nghịch Ương cũng không thể tạo ra uy hiếp. Hắn đứng yên một chỗ, không hề động đậy. Tôn Ngộ Không cũng lộ ra vẻ tươi cười. Kinh thiên liên hoàn côn lực công kích càng về sau càng lớn, mà trong đó phương diện lợi hại nhất chính là lợi dụng không gian pháp tắc tạo lên sự trói buộc với đối thủ, hạn chế hành động của họ. Kinh thiên tam thập lục côn. Côn ảnh của kinh thiên 72 côn còn chưa tan hết thì kinh thiên 36 côn đã tới, khiến cho Nghịch Ương cuối cùng vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Cũng không tệ, có thể đem liên hoàn côn ra sử dụng. Nghịch Ương khóe miệng lộ ra một tia cười, thân thể chợt muốn di động. Giờ này lão không muốn dùng cứng đối cứng ngạnh kháng một côn của Tôn Ngộ Không. Oanh! Một tiếng nổ lớn, một đạo côn ảnh trực tiếp bổ vào người Nghịch Ương. Giờ này lão đang mở mắt trừng trừng, vẻ mặt ngạc nhiên đến tột cùng. Vừa rồi khi lão di động muốn tránh côn này của Ngộ Không, đột nhiên phát hiện tốc độ của mình giảm đi rất nhiều, nên không thể tránh được một đạo côn ảnh đập trực tiếp vào người mình như vậy. Điều này sao có thể? Nghịch Ương kinh ngạc nói. Nhưng cũng không đợi cho lão suy nghĩ được nhiều, kinh thiên 18 côn lại được đánh ra. Kinh thiên 18 côn, sắc mặt Nghịch Ương giờ này thay đổi thực sự. Thân thể di động trong sự trói buộc của không gian pháp tắc khiến cho tốc độ của lão rất chậm. Lão muốn sử dụng nghịch thiên nhất kiếm nhưng lại sợ không cẩn thận bị thương hai người này. Vốn lão chỉ nghĩ lợi dụng hai người này để luận võ một chút, ai ngờ đụng phải Ngộ Không, giờ thì lâm phải khổ nạn chính là mình. Tránh trái, tránh phải, lần này lão đặc biệt cẩn thận. Kinh thiên 18 côn cuối cùng không đánh được trên thân thể lão, nhưng chưa kịp mừng thì Ngộ Không lại quát to: Kinh thiên cửu côn! Nghịch Ương lúc này thấy mồ hôi lạnh túa ra. Lão vốn tưởng rằng liên hoàn côn chỉ có khoảng 2 mức thôi, nhưng lúc này thiên thần khí đánh ra kinh thiên 9 côn, lão cũng không dám khẳng định có thể chịu được. Nghe đây, dừng lại! Nghịch Ương vội vã hô. Không biết tên tiểu tử này có nghe không,
Nếu nó mà sử dụng liên hoàn côn đến kinh thiên nhất côn thì mình không chết cũng bị thương nặng. Dừng lại lúc này may ra còn kịp. Tôn Ngộ Không cũng đột nhiên sửng sốt, đang đánh nhau tới cao trào lại bắt người ta dừng lại thì ai chịu đây. Hắn cũng không có ý dừng lại, côn ảnh tiếp tục đánh xuống. Liên hoàn côn tiếp tục sử ra kinh thiên tam côn. Nghịch Cương lần này hối hận vì đã gây sự với tên gia hỏa này. Nhưng bản thân lão cũng là người cuồng vọng, dù gì lão cũng là thượng phẩm thần nhân, là thành chủ. Nếu đổi lại là một thượng phẩm thần nhân khác, sợ rằng lúc này đã trở thành tương thịt rồi. Oanh! Trên người Nghịch Cương lại dính tiếp một côn. Lão há miệng phun ra một ngụm máu màu xám, thân thể phi ra xa. Kinh thiên! Ngộ Không vẫn không có ý dừng lại, đang định đánh ra kinh thiên liên côn, kinh thiên nhất côn. Nếu Nghịch Cương hoàn toàn không chết, hắn quyết định đánh ra côn cuối cùng để kết thúc trận chiến. Bùng! Một âm thanh vang lên. Tôn Ngộ Không bị một quyền của Huống Thiên Minh bắn ra xa. Ổn định được thân thể thì mặt đã đỏ lên mắng to. Lão Huống, ý của ngươi là gì vậy? Ta đang sắp thắng hắn rồi, nguyên cớ gì mà ngươi lại giúp hắn đánh ta? Huống Thiên Minh cuống quýt khoát tay. Nếu một côn của ngươi vừa rồi đánh ra, Nghịch Cương không chết cũng trọng thương. Luận bàn là luận bàn, vừa nãy lão cũng đã hạ thủ lưu tình rồi, ngươi ra tay cũng phải có chừng mực chứ. Huống Thiên Minh nói thật, những lời này lại khiến cho Ngộ Không giận dữ. Ngươi nói cái gì? Hắn vừa rồi là hạ thủ lưu tình ư? Hắn... Nếu lão tử vừa rồi không hạ thủ lưu tình thì một bổng vừa rồi đã đánh chết hắn rồi. Tự đại. Huống Thiên Minh vuốt vuốt miệng nói. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, thế nhưng Nghịch Cương là Hồng Quân Thành thành chủ, dù gì sau này cũng là người của mình. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, sau này làm sao gặp mặt nhau đây? Tôn Ngộ Không sờ sờ đầu, cười hăng hắc nói. À, sao ta lại quên nhỉ? Cứ đánh nhau là ta không nghĩ được chuyện gì khác. Ha ha. Lúc này Nghịch Cương đã khôi phục được hành động. Lão nhanh chóng bay trở về phía Ngộ Không và Huống Thiên Minh, khóe miệng vẫn còn vương vết máu màu xám. Lão giơ giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu tử quả nhiên lợi hại, kinh thiên côn pháp còn muốn hoàn hảo hơn của Hồng Quân. Các người huynh đệ đều là dạng biến thái mà. Nguyên lai phá thiên nhất kiếm của lão có thể xem như tại tầng không gian này là thượng đẳng. Vạn lần cũng không nghĩ đến, mới lần đầu gặp được Hồng Quân đã đụng phải Nghịch Thiên Nhất Kiếm, giờ gặp phải Ngộ Không là kinh thiên liên hoàn côn, uy lực côn sau gấp đôi côn trước. Không những thế, côn pháp còn lợi dụng được không gian pháp tắc trói buộc đối thủ. Thực sự mà nói, nếu Nghịch Cương không sử dụng ra Nghịch Thiên Nhất Kiếm thì đương nhiên không phải là đối thủ của Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hưng phấn nhìn Nghịch Cương nói, lão đầu nhi, lần này đã tin tưởng thân phận của chúng ta chưa? Huống Thiên Minh đứng bên cạnh nhìn cũng không hiểu tại sao Nghịch Cương có thể tin tưởng thân phận của họ. Bất hảo ý tứ, ta từ đầu đã sớm tin tưởng thân phận của các ngươi rồi, chỉ muốn biết huynh đệ của tiểu quân có bản lĩnh gì. Bên cạnh đó, trong lòng ta cũng hưng phấn vì lâu rồi không được thoải mái đánh một trận như này. Nghịch Cương ngại ngùng nói. Gì? Huống Thiên Minh cũng nhíu mày. Người như thế nào mà tin tưởng chúng ta nó là sự thật? Là nhãn lực thôi. Thứ nhất, ta xem các ngươi không phải là tầm thường, nếu không ta đâu có tự mình cùng các ngươi động thủ. Tiểu quân khoảng bao giờ thì xuất quan? Ngộ Không vội vàng hỏi. Nghịch Cương mỉm cười nói, ta nhận được tin tức của tiểu quân, 2 ngày nữa sẽ xuất quan. Ôi thật tốt quá. Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh hưng phấn tươi cười, rốt cuộc cũng được đoàn tụ rồi. Nghịch Cương nhìn Ngộ Không, hình dáng Ngộ Không đang cao hứng, trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy vui mừng. Cái chết của Liễu Hàn Thư đã gây cho Hồng Quân nhiều sự đả kích. Giờ này nghe Ngộ Không nói huynh đệ có thể đoàn tụ, coi như có thể có chút bồi đắp lại cho Hồng Quân. Đi, chúng ta quay trở lại thành chủ phủ, trước mắt 3 người chúng ta làm vài chén rượu. Nghịch Cương vung tay áo lên sảng khoái nói. 2 người Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh liếc mắt nhìn nhau, vội vã theo Nghịch Cương. Trong chốc lát đã tới Hồng Quân Thành, thành chủ phủ. Lần này là Nghịch Cương dẫn 2 người vào, nên không có ai hỏi han gây khó dễ cho bọn họ. Cũng trong lúc đó tại mật thất, Hồng Quân, trước tiên chúng ta ra khỏi đây, sau đó cùng mọi người bàn bạc. Từ ngày đó, Hồng Quân luôn luôn tự hỏi mình tìm biện pháp khiến cho thực lực của thần giới thứ 2 lớn mạnh. Trải qua vài ngày khổ tâm suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng tìm ra một vài biện pháp khả dĩ dành cho thần nhân của thần giới thứ 2. Trước tiên tập hợp 9 thành chủ cùng nhau bàn bạc xem sử dụng biện pháp gì mới có thể tăng lên thực lực của thần giới thứ 2. Ngay cả Hồng Quân cũng cảm thấy mình có đôi chút khổ cực mệt mỏi,
chính là có một số việc đưa ra cho mọi người cùng bàn bạc lại là một chuyện hay. Trận pháp cũng không nghĩ tới nữa, Hồng Quân cùng La Băng đi ra khỏi mật thất. Thần thức đảo qua, nhất thời phát hiện ra chỗ ở của Nghịch Ương. Đồng thời, hắn cũng phát hiện ra những khí tức quen thuộc của Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh. Hồng Quân có chút sững sờ, nét mặt có đôi chút kinh hãi. La Băng thấy thế, có chút khó hiểu, liền hỏi. Làm sao vậy? Nhìn mặt huynh sao bỗng dưng cao hứng vậy? Băng Nhi, nàng không cảm giác được sao? Ngộ Không còn có Huống Thiên Minh, rốt cuộc đã tới được nơi này. Thần sắc của Hồng Quân có đôi chút khoa trương. Từ khi Liễu Hàn Thư cùng Lâm Lâm chết đi, khiến cho hắn càng trân trọng thêm tình cảm huynh đệ. Cái gì? La Băng cũng có chút kinh ngạc. Vừa rồi bước ra khỏi mật thất, nàng cũng không có chú ý tới người nào, chỉ một mực suy nghĩ những điều ở trong lòng, một mực đi theo Hồng Quân đi ra, không hề thả thần thức. Nên khi nghe Hồng Quân đột nhiên hưng phấn, thì thần thức lập tức triển khai rất nhanh, nhanh chóng phát hiện ra Ngộ Không và Huống Thiên Minh. Thật sự là bọn họ, chúng ta đi mau. Trong phút lơ đãng, La Băng nắm lấy tay Hồng Quân kéo đi, hướng phía sân của Nghịch Cương phi tới. Trên mặt Hồng Quân có nửa phần buồn bực, nửa phần ngượng ngùng, không tự chủ được bị La Băng kéo đi. Ngộ Không, Thiên Minh! Hồng Quân còn đang bay trên không, chưa kịp đáp xuống mặt đất đã gọi lớn. Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh kinh ngạc hướng phía phát ra âm thanh quay lại. Thân ảnh La Băng cùng Hồng Quân đang nắm tay nhau từ nhỏ dần biến thành lớn hiện ra trước mắt bọn họ. Các ngươi, đây là... Huống Thiên Minh kinh ngạc kêu lên, trong khi Hồng Quân và La Băng đang tay trong tay. Hai người thấy Huống Thiên Minh kêu lên như vậy đều cuống quýt bỏ tay nhau ra, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. Quả nhiên huynh đệ của Tôn Ngộ Không ta lợi hại mà, phi thăng so với ta cách không bao lâu mà đã xây dựng được cơ nghiệp như vậy rồi. Tôn Ngộ Không khoa trương ôm chặt lấy Hồng Quân. Tuy nhiên đối với hắn, khi đã trở thành trung phẩm thần nhân thì không sợ loại đè ép, chỉ cần dùng sức một chút có thể tách Ngộ Không ra. Lần này lại đến lượt Ngộ Không kinh ngạc. Hắn đi quanh Hồng Quân hai vòng rồi đột ngột nhảy dựng lên, ngón tay chỉ vào Hồng Quân, vẻ mặt kinh ngạc đến nửa ngày không nói ra được một câu nào. Như thế nào có thể? Ngươi đã là trung phẩm thần nhân rồi sao? Cái gì? Hồng Quân huynh đệ đã trở thành trung phẩm thần nhân? Nghịch Cương cũng giật mình trợn mắt nhìn Hồng Quân. Lần này mới nhìn kỹ, quả thật Hồng Quân có đột phá, con mắt lại lập tức trợn to hơn. Có cái gì mà phải giật mình? Đâu chỉ có mình ta đột phá, Băng Nhi cũng đã đột phá rồi. Hồng Quân mỉm cười, đối với thái độ ngạc nhiên của mọi người, hắn không có để ý tới. Ngươi cũng đột phá rồi sao? Tôn Ngộ Không giờ phút này chết lặng. Từ trước cho tới nay, hắn kiêu ngạo nhất chính là sự tiến bộ nhanh của mình. Vô luận là tu la giới hay vô danh không gian, thì hắn cũng chính là người có tiến bộ nhanh nhất, tu vi cao nhất. Hắn cũng là người phi thăng sớm hơn cả Hồng Quân cùng La Băng. Hôm nay sau khi phi thăng không có bao lâu, cả Hồng Quân và La Băng đã trở thành trung phẩm thần nhân. Hắn vẫn đang còn dừng lại ở hạ phẩm thần nhân cảnh giới, không biết lúc nào mới có thể đột phá. Đối với hắn, điều này là một sự đả kích. Ngộ Không không biết rằng tại tầng thứ 6 Hồng Quân đã trở thành thần nhân, chỉ là áp chế công lực của mình không cho phi thăng. Nếu mà tính ra thì Hồng Quân mới chính là người đạt tới thần nhân cảnh giới đầu tiên trong đám người bọn họ. Tại hậu viện của thành chủ phủ, Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh tạm thời tới đây làm tan đi những u uất trong lòng bấy lâu nay của Hồng Quân. Ba ngày, Hồng Quân, Ngộ Không, Huống Thiên Minh cùng nhau điên cuồng uống rượu. Lão Nghịch Ương cũng gia nhập đội rượu cùng bọn họ. Chỉ có La Băng lặng im ngồi nhìn, chính mình chỉ uống một chút mà thôi. Hồng Quân lần này uống không ít rượu được cất trong giới chỉ, khiến cho ba người Nghịch Ương phải hô to. Ngay cả một người ít uống rượu như Huống Thiên Minh đối với rượu của Hồng Quân cũng than thở không thôi. Bởi vì hắn cùng Ngộ Không sống trong thôn trang, lâu lắm rồi chưa được uống loại rượu nào ngon đến như vậy. Trong khi uống rượu, Nghịch Cương đột nhiên than thở. Hồng Quân quả thật là một gã biến thái. Không những thế, những người bên người hắn cũng toàn là những gã biến thái. Mới đầu nhìn một người phụ nữ yếu đuối phi thăng không được bao lâu, giờ cũng đã trở thành trung phẩm thần nhân. Cả tầng thứ 7 này, tốc độ tu luyện nhanh như nàng cùng Hồng Quân cũng không có mấy người. Còn có Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh. Tôn Ngộ Không thì không cần phải nói, sợ rằng Nghịch Cương phải sử dụng thiên thần khí cùng Nghịch Cương nhất kiếm mới có thể đấu cùng hắn. Còn lại gã Huống Thiên Minh, mặc dù Nghịch Cương chưa từng giao thủ với hắn, nhưng mới nhìn qua cũng đã biết là không đơn giản. Trong khi Tôn Ngộ Không đang thi triển kinh thiên liên côn mà hắn vẫn có thể ra tay ngăn trở thì không phải là người tầm thường. Nhưng Nghịch Cương vẫn tính toán sai một điểm,
lão không tính rằng cái người nữ tử trông có vẻ yếu nhất kia cũng là một người không hề đơn giản. Nàng Tu La Đế Quân này lại có nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo, so sánh với Tôn Ngộ Không chỉ có hơn chứ không kém. Huống Thiên Minh nếu không dùng đến trung cực biến thân thì không thể nào là đối thủ của nàng. Mà cho dù có trung cực biến thân cũng chỉ là ngang tay, muốn đánh bại La Băng là một việc vô cùng khó khăn. Trong mấy người tu vi cao nhất ngược lại là người yếu nhất, đó là Nghịch Ương. Tin tức Hồng Quân xuất quan nhanh chóng được lan truyền ra Hồng Quân Thành. Những người muốn tận mắt nhìn thấy Hồng Quân tập trung xa xa bên ngoài thành phủ, ít nhất cũng có mấy vạn người. Đối mặt với nhiều người sùng bái mình như vậy cũng khiến cho Hồng Quân giật mình. Hắn cũng cảm thấy cao hứng để cho bọn họ thấy mặt để thỏa mãn tâm nguyện của những người này. Đối với sự phát triển của Hồng Quân Thành và những thành trì xung quanh, Hồng Quân cũng rất vui mừng. Thần giới thứ hai chậm rãi phát triển và nhờ vào sức của chính bản thân họ là sự phát triển tốt nhất. Sau này có sự trợ giúp của Hồng Quân hay không thì cũng có thể đứng sánh vai với thần giới thứ nhất. Cách Hồng Quân Thành hơn 80 ước dặm, tại Chu Gia Tổng Bộ, Chu Thị Thành, một tòa thành trì lớn gấp trăm lần Hoàng Sa Thành, ở lại đều là Chu Gia đệ tử. Đây cũng chính là tổng bộ của Chu Gia tại tầng không gian thứ 7 này. Không những thế, bọn chúng còn khống chế rất nhiều thành trì khác. Chu Thiên cùng 30 vị Chu Gia cao thủ chết đi nhanh chóng truyền đến Chu Gia Tổng Bộ. Trông Chu Thiên bên ngoài thì địa vị rất cao, nhưng đối với Chu Gia Tổng Bộ, cao thủ nhiều như mây thì hắn cũng không tính là cái gì. Duy nhất chỉ có một điểm là trận pháp của Chu Thiên rất có tiền đồ, thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Chu Thiên dù sao cũng không phải trực hệ của Chu Gia tộc trưởng, một thị tộc khổng lồ nên vị trí của hắn cũng không được tính là cao. Thạch Nhược Tín vẫn vốn coi thường người của Chu Gia, hắn theo như lời của Chu Thiên cùng 30 vị cao thủ đã chết thì Chu Gia luôn luôn không tin tưởng bất cứ một người nào. Nếu có chuyện bao giờ cũng phái người điều tra trước rồi tính. Trải qua những tin tức đã điều tra cùng với những tin tức đã nhận được, Chu Gia có vài điểm nhận định. Thứ nhất, Thạch Nhược Tín muốn đánh Hồng Quân chín thành, kỳ thực là muốn thiên thần khí trong tay Hồng Quân. Điểm ấy cũng chính từ hắn phái ra toàn bộ cao thủ truy sát Hồng Quân và để bên mình là những người tinh nhuệ nhất. Thứ hai, Chu Gia trưởng lão cao thủ không phải do Hồng Quân giết chết. Người của Hồng Quân quá ít, cho dù họ có cường đại trở lại, muốn giết chết 30 người của Chu Gia cũng không ngu ngốc tuyên truyền rộng rãi ra bên ngoài. Căn bản hắn làm không được, chỉ có cách là Thạch Gia bí mật kết hợp với quân đoàn mới có khả năng. Mà ngày đó Thạch Nhược Tín quả thật cũng có dẫn theo Phong Vũ Lôi Đoàn đi vào chiến trường. Thứ ba, Hồng Quân cũng không phải tầm thường, dẫn dụ quân của Thạch Nhược Tín đi vào lãnh địa của Huyền Hổ Thú. Sau đó bầu trời lại xảy ra dị biến, mà điểm xuất phát lại từ thuyền tinh thiết quáng. Rất có thể lần dị biến này có liên quan đến Hồng Quân. Chu Gia phân tích hoàn toàn chính xác, cuối cùng họ còn bắt được một người của Phong Đoàn. Sau khi siêu hồn liền biết được điều họ phân tích là đúng. Ngoại trừ Chu Thiên khi phá trận bị Hồng Quân giết thì tất cả các cao thủ ở bên ngoài đều do Thạch Nhược Tín giết chết. Đối với việc Thạch Nhược Tín giết người của Chu Gia, bọn họ cũng không tuyên truyền thông tin này ra ngoài. Nhưng khi nhận được tin tức Thạch Nhược Tín trở về cũng biết được rất nhiều người của Chu Gia đã bị Hồng Quân giết chết. Thạch Gia tuy không bằng Chu Gia nhưng cũng là một trong những đại gia tộc. Nhưng bây giờ gã Hồng Quân này không biết từ đâu chui ra, không hề nể mặt của Thạch Gia, giết rất nhiều người của bọn họ. Mà địa vị của Thạch Nhược Tín tại Chu Gia đối với Chu Thiên còn cao hơn nhiều. Hắn tuy chỉ là một thành chủ nhưng lại là có quan hệ trực hệ với Thạch Gia. Nếu không thì làm sao hắn dám xung tay giết chết người của Chu Gia đây. Hơn 600 năm sau, sự việc của Hồng Quân khiến cho Chu Gia cũng chưa biết phải xử lý thế nào. Ngày hôm nay tại tầng không gian thứ 7 này, Chu Gia tộc trưởng tập trung các hạch tâm trưởng lão lại để nghị sự. Tộc trưởng, ta cho rằng mặc kệ cái tên gọi là Hồng Quân kia thần bí như thế nào thì chúng ta vẫn phải diệt trừ hắn, nếu không sau này sẽ thành đại họa. Chu Gia trưởng lão Chu Nham Đô là người đầu tiên lên tiếng. Từ trước đến nay hắn luôn luôn là người trong trường phái chủ chiến, nhiều lần xin xuất quân diệt trừ Hồng Quân chỉ là không được tộc trưởng đồng ý. Ta tán thành ý kiến của Nham Đô trưởng lão, loại này chính là manh nha trạng thái bạo động, phải nhanh chóng được diệt trừ. Phe chủ chiến trưởng lão Chu Dũng cũng tiếp theo nói. Nham Đô trưởng lão, Chu Dũng trưởng lão, diệt trừ thế lực này của Hồng Quân thực sự không phải là chuyện khó khăn. Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải điều tra rõ ràng lần trước bầu trời dị biến có thật sự quan hệ với gã Hồng Quân kia hay không. Còn có tại sao trên tay hắn lại có thiên thần khí. Tất cả vấn đề này phải được điều tra rõ ràng.
phản đối ý kiến của phe chủ chiến chính là Chu Tàng trưởng lão. Hắn chính là ủng hộ sự điều tra của Chu gia. Cả tầng không gian thứ 7 này có lẽ không ai biết hơn hắn về sự được và mất. Mỗi ngày các mật thám của Chu gia luôn luôn thông báo tin tức và tập trung phân tích đưa lại cho hắn. Đó cũng chính là lý do hắn cảm thấy kiêng kỵ gã Hồng Quân này. Những người biết nhiều chuyện chưa từng có ai vượt qua được hắn, và chính đó là lý do tộc trưởng luôn luôn tin tưởng hắn. Điều tra, mỗi lần điều tra là đã mất đến 600 năm rồi, nhưng ngươi vẫn chẳng điều tra ra được cái gì cả. Ngươi nói điều tra, chưa ra chúng ta lại phải chờ đợi thêm 600 năm. Nếu ngươi không điều tra ra, không lẽ chúng ta cũng phải chờ ngươi đến 600 ngàn năm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn chúng phát triển sao? Chu Nham Đô đối với Chu Tàng rất bất mãn. Mỗi lần đều là Chu Tàng lấy cớ là điều tra mà không thể xuất quân đối chiến. Lần này trước mặt tộc trưởng, hắn cũng không ngần ngại mà phát tiết. Nếu phải điều tra, chúng ta có thể bắt cái gã gọi là Hồng Quân kia lại để tra hỏi. Có cái gì mà không biết được đây? Còn cứ như vậy, điều tra cái bí mật quỷ quái kia vừa lãng phí thời gian lại vừa lãng phí tinh lực. Chu Dũng là người không có chút tức giận, nói khiến cho Chu Tàng sắc mặt không khỏi biến đổi. Mấy vị trưởng lão không cần tranh cãi nữa. Tàng trưởng lão bây giờ không có đồng ý, chiến đấu thì rõ ràng cũng có lý do của ông ta. Một khi gã Hồng Quân kia thực sự là người có thể làm phát sinh bầu trời dị biến, thiên địa đều có thể điều khiển, thì có gì hắn không làm được đây? Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chỉ một chút không cẩn thận thôi thì Chu gia chúng ta dễ dàng gặp phải tai ương, có khi toàn bộ sẽ bị tiêu diệt. Chẳng lẽ nguyên nhân cái chết của chúng ta tại thần giới các người đã quên rồi sao? Tộc trưởng chỉ mấy người đang tranh cãi, hắn chính là tán thành ý kiến của Chu Tàng. Trước tiên phải điều tra kỹ càng, sau đó mới quyết định. Theo như lời nói của hắn thì sau khi thần giới xuất hiện đã trải qua hai lần diễn kỷ. Chu gia trước kia có một vị thiên tôn, nhưng chính vì đắc tội với trưởng khống giả thứ hai Lâm Mông, khi đó Lâm Mông mới sáng tạo ra một vũ trụ thứ hai, thần giới thứ hai, nên bị Lâm Mông giết chết. Trong những điều giáo huấn của tổ tiên từ đó cũng đã có những điều răn dạy cho Chu gia đệ tử. Sau khi Chu gia thiên tôn chết đi cũng kéo theo sự xuống dốc của Chu gia. Chu gia tộc trưởng lên tiếng khiến cho Chu Nham Đô và Chu Dũng cũng không dám có ý kiến gì. Cục tức đó bọn họ cũng chỉ biết nuốt vào trong bụng. Địa vị của Chu gia tộc trưởng là cái mà Chu gia trưởng lão bọn họ không thể so sánh được. Tàng trưởng lão, điều tra cũng nên điều tra nhanh hơn một chút. Trọng điểm điều tra là thiên thần khí trên người Hồng Quân từ đâu mà có. Bầu trời dị biến có quan hệ đến hắn hay không thì sau này điều tra cũng không muộn. Tộc trưởng nhẹ nhàng nói, sau đó bước ra ngoài. Cũng trong lúc đó, uỳnh, thân thể Tôn Ngộ Không bị một kiếm của nghịch cương đánh bay ra xa, chậm rãi dừng lại. Trong lòng hắn giờ này lại bùng lên một ngọn lửa hưng phấn, lớn tiếng kêu: Hay, thống khoái, đã lâu không có đánh đá tay như thế vậy, hãy thử tiếp ta kinh thiên nhất côn đây. Theo tiếng hô của Ngộ Không, kim cô bổng đột nhiên biến dài ra, mạnh mẽ đập về phía trước. Không gian trở nên gợn sóng sau mỗi lần côn ảnh đi qua. Kim quang cũng theo không gian chấn động mà lao nhanh về phía nghịch ương. Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh đến chỗ này, người cao hứng nhất không phải là Hồng Quân mà là nghịch cương. Hai người này chính là những người ưa chiến đấu, ưa náo nhiệt. Hai người cứ cách khoảng 2-3 năm lại chiến đấu một trận. Thời gian trôi qua cũng khiến cho nghịch cương dần dần yên tâm. Cho dù lão có vận dụng nghịch thiên nhất kiếm cũng không có khả năng giết chết Ngộ Không. Thậm chí nếu không vận dụng đúng thời cơ, muốn chiến thắng Ngộ Không cũng phi thường khó. Nên những lần đầu động thủ hai người chiến đấu thì nghịch cương có số lần thắng nhiều hơn. Lại là chiêu này sao? Nghịch cương nhíu mi, trong khi Tôn Ngộ Không vừa xuất ra kinh thiên nhất côn thì đột nhiên có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc khiến cho tốc độ của lão đột nhiên chậm lại. Ngạnh kháng với một côn của Ngộ Không hay không, nghịch cương cho tới bây giờ cũng không muốn đụng phải hòn đá tảng này. Phá thiên nhất kiếm! Chân nguyên toàn thân vận chuyển, ngay lập tức nghịch cương xuất ra nghịch thiên nhất kiếm. Hai luồng kiếm khí cùng côn khí va chạm một chỗ. Bởi vì nghịch cương ra tay chậm hơn nên điểm va chạm năng lượng của hai cỗ kình khí rất gần với người lão. Dư kình của cú va chạm này chấn nghịch cương văng đi thật xa mấy ngàn thước. Đối với Ngộ Không thì đây chính là thời gian hắn xuất ra kinh thiên liên hoàn côn. Dừng! Nghịch cương nhìn thấy bộ dáng của Ngộ Không chuẩn bị đánh ra kinh thiên liên hoàn côn thì vội vàng hô dừng lại. Ta nhận thua, là ta nhận thua, được chưa? Nghe nghịch cương nói,
Tôn Ngộ Không liền thu hồi kim cô bổng, bay tới trước mặt Nghịch Cương, cười hì hì nói: "Ta nói cho lão Nghịch, đằng nào ngươi cũng thua thôi, lần này lại có rượu uống rồi." Từ khi uống qua rượu của Hồng Quân, Ngộ Không cùng Nghịch Cương mỗi lần giao chiến đều đem loại rượu này ra cá độ. Nhưng những lần chờ không được, thèm rượu quá, liền lại một lần nữa giao đấu cá cược. Dự kiến mỗi một lần giao đấu phải trên dưới 3 năm, nhưng bây giờ mới có 3 tháng, mấy tên gia hỏa này lại đòi giao đấu với nhau. Trong vòng 3 tháng vừa qua, Nghịch Cương không dưới 10 lần đi xin rượu của chỗ Hồng Quân. Hôm nay lão lại thua, lại khổ lão Nghịch Cương. Nghịch Cương cười khổ một chút rồi nói: "Được, sẽ có rượu uống, để ta đi xin rượu đã. Ta tin tưởng lần sau nhất định ta sẽ thắng ngươi. Lúc đó nhìn bộ dạng của ngươi chắc là mắt lòng mắt dạ lắm đây." Nghịch Cương trong lòng cũng đang không ngừng tính toán. Bây giờ mà đánh nhau với Ngộ Không thì phần thắng thuộc về mình sẽ rất ít. Nhất định phải mượn thiên thần khí, có thể chia làm 9 thần khí của Hồng Quân, để cho Ngộ Không ngay cả cơ hội sử dụng kinh thiên liên hoàn côn cũng không có. Như vậy mình thắng chắc 50% rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.